Tôi xin chào các bạn. Video này mình sẽ trả lời cho các bạn một cái câu hỏi. Đó chính là trong tổ của chim yến phụng thì mình nên lót cái gì? Nếu đúng mà theo cái quá trình sinh sản ở ngoài tự nhiên á, thì cái tổ chim của yến phụng các bạn không cần lót cái gì bên trong cả. Trước khi con chim nó sinh sản thì các bạn thì nó sẽ dọn cái tổ nó sẽ dọn một cái hốc cây nào đó, nó dọn sạch ra luôn để chuẩn bị nó làm tổ cho nó sinh sản. Đây này các bạn, cái kiểu như thế này này, nó có wow, cái cửa này nó khá là bự này. Mình mở đây có cái dĩa sẻ chim đó, như con nhỏ này thì nó có con máy này, nó còn sinh sản rồi. Đây các bạn sẽ xem nó phá cái tổ của mình nè. Đây những cái này là cái gỗ các bạn. Đây các bạn nhìn vào cái lỗ đi này, nó cắn nhăm hết các bạn. Đây này thì nó sẽ gò giòn cái hốc nào đó. Đây những cọng như thế này ở ngoài tự nhiên chắc nó sẽ lót cái này này các bạn, nó sẽ lót cái những cái sơ gỗ rồi đó, hoặc là bột gỗ mà khi nó phá tổ á, thì nó sẽ dùng mà lót, mà cũng tùy con, có con nó không có phá đó. Nói chung là nó sẽ vô nó dọn cái tổ này đó, các bạn nhìn qua thấy nó sẽ dọn à, nó cắn, nó phá những cái nào nó không vừa ý thì nó sẽ cắn đó, trên cái cửa này nó không phá này. Nó cắn hết rồi các bạn. Đó thì nó lúc đầu thì mình thấy có một số con là nó sẽ cắn cái này, mà mình sẽ nghĩ là nó sẽ dùng cái này để nó lót tổ nó nếu ở ngoài tự nhiên. Nhưng mà thực tế khi các bạn chăn nuôi á thì mình cũng không có lót gì á, khi mà nó đẻ rồi mình cũng cầm cái khay ra mình sẽ đổ cái rác đó đi đó. Còn một số con nó sẽ không có cắn phá bất cứ cái gì hết và nó vào đó nó đẻ trứng bình thường, nó không có cắn như các bạn. Đây như con này nó cũng đang vào làm tổ này, nhưng mà con này thì nó không cắn bất kỳ cái gì, con này cũng gần đẻ rồi các bạn. Đó thì các bạn, có một số bạn thì có xem những cái video trước của mình á, thì thấy ở bên trong mình có lót rác, và các bạn ấy hỏi mình là mình nên lót cái rác gì vào cái tổ chim và mục đích lót rác nó như thế nào. Đó mình xin nhắc là mình sẽ nói cho các bạn sơ qua cho các bạn hiểu, đó là ở tự nhiên chim sinh sản nó như thế nào. Đó là nó sẽ cắn một cái hốc nào đó, mà khi nó cắn rồi bạn thì nó sẽ sinh ra những cái bào cưa hoặc là những cái bào gỗ nhỏ đó, thì con chim nó sẽ lót bằng cái rác đó. Mình nghĩ là nó sẽ lót bằng cái rác đó. Còn mình khi mình vào chăn nuôi những cái tổ như vậy á, thì con chim nó sẽ cắn một lần đầu tiên thôi, bắt đầu lần thứ hai là nó đã ưng ý với cái tổ đó rồi, nó sẽ không có cắn phá nữa. Nhưng mà cũng tùy con rồi nha, có con nó không cần lót đâu các bạn, nó sẽ vào đó nó sinh sản trong bộ đó luôn, tổ nó không có lót bất kỳ cái gì. Đó, sau khi mà đẻ khoảng cỡ 5 đến 6 trứng á, thì bắt đầu con chim mái nó sẽ rụng lông. Nó rụng cái phần lông dưới bụng nó rụng rất là nhiều. Mình thì mình dẹp hết mấy cái ổ có lông rụng hết rồi, chứ không mình quay cho các bạn xem. Nó sẽ rụng một cái lớp lông. À, như các bạn thấy đây này, cái lông nó rụng nhiều lắm các bạn. Rồi, cái mục đích mà lông nó rụng như vậy á, là để thứ nhất là nó làm cho cái phần da của con chim nó tiếp xúc với trứng, để nó tạo được cái nhiệt độ, là cái độ nóng để nó ấp trứng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để chi, để nó lót cái phần tổ nó mềm, nó êm ái. Như các bạn bắt những cái tổ sẻ hay là những cái tổ chim mà nó làm cục rác các bạn, nó bên trong nó hay lót bằng những cái lông của những con chim khác. Rồi cái thứ ba là để nó che cái trứng nó. Nói chung là nó ngụy trang cho trứng nó. Nó có ba cái ưu điểm như vậy. Chứ mà những cái lông đó thì mình thấy nó bay rất là dơ nhà các bạn, nó bay đầy nhà luôn. Cho nên là mỗi khi mà chim nó rụng lông vào tổ là mình đem cái khay đó ra ngoài mình đổ cái lông nó đi. Đó, và con chim nó sẽ ấp bình thường, ấp trên một cái tổ không có lông nào hết. Đây như cái tổ này nè. Đó các bạn thấy không, mình đã dẹp cái lông nó đi rồi, mình không có để lông, tại vì để lông nó bay trong nhà nó rất là dơ. Và cái lông các bạn quét đi nó rất là khó, gió thổi thì nó lại bay tùm lum hết các bạn. Cho nên mình không có đỡ lông trong tổ. Rồi vậy khi mà con chim non nó nở ra đó, thì mình có cần lót gì không? Rồi mình sẽ trả lời cho các bạn là mình không cần lót. Khi chim non nó nở ra thì lúc đầu nó sẽ đi cái phân nó nhỏ nhỏ thôi, và con chim mẹ nó ấp lên cho nên cái phân đó nó khô rất nhanh. Và cứ khi nó khô nó có được một cái lớp phân đầu rồi các bạn, thì khi con chim nó lớn lên thì nó sẽ đi vệ sinh nhiều ra,
thì cái lớp phân đầu đó, nó được con chim mẹ ấp khô rồi, thì cái lớp phân đó nó sẽ kiểu như là cái chất để hút nước. Khi mà những cái phân mới nó ị ra các bạn, thì cái phân cũ nó hút hơi nước đi, thì cái phân nó khô và không dính vào cái con chim non. Đó, cứ vậy thì cái một ở dưới cái tổ nó sẽ có một lớp phân dày các bạn, phân dày ở dưới tổ nó. Một số con mẹ thì nó sẽ dẹp cái phân đó, nó tha ra ngoài, nó dục rất là sạch gọn. Mà phần lớn thì nó sẽ không có tha, nó sẽ đỡ nguyên trong tổ đó. Thì nếu mà đúng cái vi sinh ở ngoài tự nhiên thì nó sẽ sinh sản kiểu như vậy. Còn cái mục đích mà mình lót cái một cái rác ở bên trong á, mình thì mình có thể mình sử dụng là bào cưa này, mình sử dụng vỏ trấu này, hoặc mình sử dụng giấy vệ sinh này, hoặc mình sử dụng cái cuốn giấy vỡ các bạn, giấy vỡ mà cái loại giấy vỡ dởm nhất á, rẻ tiền nhất á, nó mềm đó, thì các bạn hoặc là giấy báo các bạn cắt nhỏ 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 các bạn lót, đó là cũng là một cái giải pháp rất là hay. Nhưng mà mình lót như vậy mục đích của mình là gì? Mục đích của mình không phải là để tạo cho con chim nó nằm êm này, cũng không phải để ngụy trang cho trứng này. Đó, mục đích của mình lót cái rác đó để chi? Để mình vệ sinh nó nhanh. Đây, kiểu như này nè, đây là mình có một cái khay nha. Đây. Thì ví dụ như các bạn có một cái khay như này các bạn bỏ trong tổ đi. Đây. Ví dụ trong lòng các bạn không lót á thì con chim nó ị vào này, nó khô là nó đóng một lớp này này. Và mình vệ sinh tổ nó rất là khó. Cho nên mình mới lót một cái lớp rác vào. Đây, rác của mình là bào cưa đó các bạn. Các bạn ra chỗ tìm thợ mộc các bạn hỏi xin cái thằng này, nó cái này. Nó có cũng dễ dàng không? Người ta cũng dục cái này chứ đâu có sử dụng làm gì đâu các bạn. Thật, các bạn ra những cái chỗ nào mà bán chuột cảnh đó, con hamster đó, các bạn mua một cái một ít cái bào thông, nó cũng như vậy này mà nó đang sử dụng bằng gỗ thông. Người ta nén hình như 1 kg các bạn, nó có giá cũng mười mấy ngàn, cũng rẻ thôi. Thì các bạn lót. Đây, ví dụ mình bỏ như vậy. Mình lót như thế này, rồi mình bỏ con chim non lên. Rồi mình trả lại. Đó, cái bữa sau cái con chim non nó đi vệ sinh trong này nhiều các bạn. Nó đi nhiều trong này đó. Thì mình chỉ cần đem ra mình bắt những con chim non qua, mình bỏ qua cái thau ha. Mình dùng cái này mình ập hết vào cái thau rác của mình. Đó, rồi mình lại bỏ rác lại. Rồi mình bỏ chim non lại, mình trả vào tổ. Nó rất là nhanh và cái tổ của mình nó không có dơ, nên các bạn nhìn qua cái tổ của mình lúc nào nó cũng sạch sẽ. Còn nếu mà các bạn không có vệ sinh, các bạn kiểu như làm biếng vệ sinh đó, thì các bạn sử dụng cái cách của mình. Còn bạn nào siêng vệ sinh đó, thì các bạn không cần lót đâu. Thực chất ra cái phân chim đó, là cái tiến hóa của tự nhiên đó, nó đã sắp đặt cho nó như vậy rồi. Là cái phân chim cũ là nó được con chim mẹ ấp khô, ấp khô thì phân mới nó ị ra, thì cái phân cũ nó khô nên nó sẽ hút cái nước đó, hút cái nước của phân mới thì làm cho phân mới mau khô. Cứ vậy mà cứ nó hút khô khô vậy mà con chim non ở trong tự nhiên là nó sẽ kiểu như vậy đó các bạn. Chứ còn mình vào lòng rồi thì mục đích mình lót là để cái tổ mình nó sạch sẽ. Đó, tổ mình như vậy. Đó, khay mình bỏ vào, mình vệ sinh. Tại mình nuôi nhiều, mình vệ sinh của cách của mình nó nhanh. Chứ mình mà mình không có cần phải đi ra mình ngâm nước mình chà rửa đâu các bạn. Tại vì cái gỗ như thế này mình ngâm nước nó dễ, rất là dễ mau bị hư. Đây gỗ thông mà, nó hút nước nhiều nó dễ bị hư, cho nên là mình bỏ rác vào để mình đi vệ sinh, mình vệ sinh tổ nó nhanh gọn. Còn các bạn không bỏ thì các bạn vệ sinh lâu hơn, và các bạn phải dùng một cái muỗng hay là cái gì đó các bạn cào cái lớp phân dính ra, nó thì nó sẽ lâu, nó tốn thời gian của các bạn. Nếu các bạn nuôi 1-2 đôi ít ít thì các bạn có thể có thời gian, còn các bạn nuôi nhiều á, chim sinh sản nhiều mà các bạn vệ sinh như vậy thì nó tốn thời gian khá là nhiều, nên cái cách làm của mình như vậy. Đây là một cái tổ mình lót này các bạn. Đó, các bạn thấy phân nó ị ra không? Khi nó ị ra như vậy á thì nó sẽ không có dính vào trong cái tổ, nó không có dính vào trong cái đáy khay được đâu. Đây nè, nó không có dính vào đó, các bạn thấy hoàn toàn không dính vào. Sau đó mình bắt chim con mình ập, là mình bỏ rác, mình bỏ chim lại thôi. Đó, những cái tổ chim của mình đó, tổ này nó cũng hơi dơ rồi nè, mình cũng còn vệ sinh được rồi. Này các bạn xem nè, nó cái phân chim được dính vào trong cái rác này hết. Đây, chứ nó không có bị không dính vào trong cái sàn khay. Cho nên mình vệ sinh rất là nhanh. Nhưng mà không phải con chim nào nó cũng chấp nhận là mình bỏ rác vào đâu các bạn. Có một số con khi các bạn bỏ vào thì nó lại tha ra, nó dục hết. Nó dục sạch 100% luôn. Chứ không phải con nào nó cũng chấp nhận mình bỏ rác đâu. Còn nếu mà các bạn mà nuôi chim thuần đó thì các bạn có thể sử dụng, nghĩa là các bạn bắt mình tách chim non ra, mình ở ngoài mình nuôi riêng, mình đút bột á, thì các bạn sẽ lót
cái hũ các bạn nuôi hoặc cái tổ các bạn nuôi con chim non đó bằng cái bào cưa như mình, hoặc các bạn sử dụng giấy vệ sinh các bạn lót. Giấy vệ sinh thì ưu đài rồi, giấy vệ sinh thì nó hút nước rất là tốt nên các bạn nuôi hoàn toàn thoải mái. Các bạn lót giấy vệ sinh dưới này, các bạn đỡ nguyên tấm, đừng có vo viên, các bạn đỡ nguyên tấm dài như này đó, các bạn đỡ nó một lớp dày phía dưới thì nó hút nước rất là tốt đó. Đây một gia đình này bốn con đó, như tổ này thì nó chuẩn bị đẻ này. Chim nó đẻ là nó sẽ chui vào tổ các bạn, nó lúc nào nó cũng nằm trong tổ thì nó sẽ chuẩn bị đẻ, và các bạn nhìn cái bụng nó bự bự là vài hôm tới là đẻ liền. Ở đây mình có một cái loại chim non đây đó, các bạn biết chim gì không? Bạn nào biết thì comment ở dưới phần bình luận cho mình nha. Ủa này thì chưa không, mấy con này nó đẹp lắm các bạn. Những cái màu này mình thấy nó rất là ít có lắm. Đó cái con mập này bạn, con chim này là con mình nhớ không lầm đó là con EU Lai, nó to cực kỳ luôn. Đấy, cái mặt nó cũng gần đẻ rồi các bạn. Đó, như vậy là các bạn sẽ không cần lót rác vào cái tổ chim yến phục sinh sản, và các bạn hãy để theo nó tự nhiên. Đó, hiện tại tổ nào thì mình cũng lót. Đây, tổ này thì con chim mẹ nó lại rinh cái rác nó ra nó dục hết các bạn. Hôm bữa mình bỏ khá là nhiều. Đó, nhưng mà nó lại rinh ra ngoài nó dục. Chứ còn thực tế ra thì mình cứ để không, chim vẫn sinh sản và bình thường, nó không có ảnh hưởng gì mình cả. Chứ mà cái khâu vệ sinh nó sẽ làm các bạn, nó sẽ làm các bạn mất thời gian nhiều hơn xíu thôi. Rồi, video này mình dừng tại đây nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.